ở trong đấy hả? Có phải là ở trong cái khu mộ trong kia không? À, có ở cùng mấy ngôi mộ luôn hả? À, rồi chồng con đâu? Có chồng không? Không có chồng. Có con không? Có con không? Có một đứa. À, có đứa con rồi, nó ở nhà nó nuôi đứa con đó, đúng không? Ơi, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại đường Thành Thái và đường Đinh Công Tráng của thành phố An Giang các bạn. Thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì mình đi ngang qua đây các bạn thì mình thấy có một bà lão nhìn cũng khá là lập dị cũng như kỳ lạ, cho nên mình muốn ghé lại để thăm cũng như tìm hiểu và tiếp cận bà cụ xem như thế nào. Thì mình nghe mọi người nói thì bà cụ nói chuyện giống như trang con nít á, mà trong khi đó thì bà sống ở trong một cái khu mộ, bà làm nhà trong khu mộ bà ở luôn hả? Ở trong nghĩa trang luôn. Có nghĩa là che lều ở trong nghĩa trang để ở. Sao bà? Trời ơi, gì nhí nhảy vậy? Bà làm gì ở đây vậy? Ăn không có làm gì. Hơi nắng à? À. Sao nằm ngoài giữa trưa này? Mấy cái bọc kia của cô cả hả? À. Có cái món gì trong cái túi đấy cô? Hả? Cái gì trong đó? Cái mền. Cái mền nữa hả? Có nghĩa là nằm đây ngủ luôn hả? Đó. Tại vì thằng đó nó không có sống chung rồi con được cái gì. Đó có những cái xe chạy con cũng thấy để quần áo gì đó. À, cái thằng đó nó không sống chung đó hả? À. Nó sống chung với cô hả? À. Là thằng nào? Nó không nhà ở trên đây nè. À, thằng nhà trên đây nó muốn sống chung với cô hả? À. Xong nó bỏ đồ ở đây hả? Ừ. À, cho xem túi đồ tí được không? Không có gì đâu, cái màn không có. Rồi, có cái bộ đầu nhìn hoành tráng người ta. Này, ai cắt tóc cho cô đây? Ai? Cái đó là tiệm cắt. Ra tiệm cắt hả? Dạ. Là cô kêu người ta cắt kiểu đó luôn đó hả? Cắt cạo một nửa, còn một nửa để lại để búi. Cô tên gì cô? Anh Phó Kiều lắm. Có những chiếc xe chạy đó, tên là tên Phó Kiều lắm. Tên khó kêu lắm, có những chiếc xe chạy đó hả? À. Là tên gì cô cứ nói đi. Cô nói con sẽ nghe xem tên gì coi. Tên gì cô? Giờ cô nhiêu tuổi rồi? Gần 40 tuổi rồi. À. Là nhà cô ở đâu? Cô? Nhà cô sống ở đâu? Cô ở đâu mà cô ra đây cô ở? Ở trong đấy hả? Có phải là ở trong cái khu mộ trong kia không? À, cô ở cùng mấy ngôi mộ luôn hả? À. Rồi chồng con đâu? Có chồng không? Không có chồng. Có con không? Có con không? Có con đứa. Có một đứa. Nó ở nhà nuôi đứa con đó. À, có đứa con rồi, nó ở nhà nó nuôi đứa con đó, đúng không? Ngày nào cô cũng ngồi đây hả? Cô. Ngày nào cô cũng ngồi ở đây luôn hả? À, rồi khi nào cô về? Cô cắt tóc giống cái kiểu là giống trong phim kiếm hiệp á. Đúng không? Cắt tóc nhìn giống kiểu trong phim kiếm hiệp á. Cô xem phim kiếm hiệp không? Cười. Cô xem phim mà người ta cắt một nửa đầu còn nửa đầu ấy, giống kiểu bên Trung Quốc á, đúng không? Giờ con của cô bao nhiêu tuổi rồi cô nhớ không? Không nhớ đâu, con trai hay con gái? Dạ. Con gái hả? Nó lấy chồng rồi, có con rồi, chắc năm nay cũng hơn 20 tuổi ha. 20 hay 30? Là cô không có nhà cửa gì, tối là cô vào cái nghĩa địa cô ở. Cô dừng lều trong đấy cô ở. Đúng không? Bây giờ khi mấy giờ cô về? Bây giờ về được không? Bây giờ cô dẫn con về nhà thăm nhà cô được không? Bây giờ về luôn này. Được không? Giờ xách đồ về luôn. Chúc nó mới về hả? Từ đây về nhà cô xa không?
Gần hả? Khoảng bao nhiêu cây? Đi bộ khoảng mấy phút? Mấy phút về đến nhà? Một tiếng đồng hồ hả? Vậy là cũng khá là xa ha. Ngày nào cô cũng rong bộ ra đây, cô nằm ở ngoài đây. À, rồi cô lấy gì cô ăn? Bởi vậy mới nói hả? Có nghĩa là cô ngồi đây người ta cho cô ăn hay là cô lấy cái gì cô ăn? Người ta cho ăn. À, ngày nào người ta cũng cho. Rồi mình tắm giặt ở đâu? À, về nhà cái chỗ nghĩa địa đó có chỗ tắm luôn đúng không? Chỗ tắm chỗ giặt luôn. Đó là nhà cô luôn hay là cô dựng lều cô ở trong nghĩa địa thôi? Nhà mình luôn hả? À, ngày nào cũng ngồi đây. Kéo kéo bọc hay cho xem cái bọc của cô. Chắc quần áo đi đâu mang theo quần áo đi đấy hả? Trong này có cái cái mền, cái áo. Có tiền không cô? Không có tiền hả? Rồi nhà mình bố mẹ anh chị em còn không? Chết rồi. Bố mẹ chết rồi. Rồi nhà có anh em không? Anh em đi làm đủ sống. Anh em đi làm đủ sống rồi. Dạ. Rồi cô ngồi đây không có tiền thì cô lấy gì cô sống? Lấy gì ăn không đó. Hả? Em xin mấy anh không ạ? À? Đi xin mấy anh nhé hả? À, gặp mấy anh đi đường. À, ý là mấy người đi đường đây anh gặp thì cho đúng không? À. Rồi người ta không cho là nhịn đói à? À. Mấy cái bọc kia là mấy bọc gì đấy? Bọc không hả? Sống trong cái nghĩa địa, ăn ngủ trong cái nghĩa địa. Đó. Thì tối có gặp ma lần nào chưa? Ma không dám đâu. Ma thì bà không dám lại đâu. Ma nó không dám lại đâu. Tự nhiên này ngồi, ngày nào cũng ngồi đây. Có ngồi đây bao nhiêu năm rồi? Cô sống trong cái nghĩa địa bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu ngày á hả? Là bao nhiêu ngày rồi? Tháng này rồi. Tháng này rồi hả? Còn trước đó cô ở đâu? Trước đó mình sống ở đâu? Cô hát được không? Hát tặng con bài. Biết hát không? Hả? Cười đồng tiền đồng tiền. Đỏ mặt á? À? Xấu hổ hả? Cỡ. Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Hả? Cô có người yêu chưa? Ta chứ ai? Người ta hả? Ý là có người yêu rồi chứ nhưng mà người ta chứ ai? À, mấy yêu. Mấy à. Mấy người ta. À. Nó cũng hơi rối rối tí á. Ca nước để ngoài kia cả. Cái khăn là phơi ở ngoài cái ghế cả. Là tối ngủ ở đây luôn à? À, mấy giờ mới về nghỉ đi à? Không về là ở lại đây luôn đúng không? Mang khăn, mang chăn, mang quần áo ra đây ngồi luôn. Rồi cô ngồi đây, con cô nó không nói gì à? Không. Nó không tìm mẹ về à? Ba nó chết. Còn con thì đi lấy chồng, có đứa con đúng không? Ở nhà chăm con đúng không? Sao không về ở cùng với con? Về sống cùng với con gái á? À, có nghĩa là ba nó nuôi rồi, ba nó không nghĩ gì đến mình. À, là sao mình biết là ba nó không nghĩ đến mình? Hả? Không, nó là em nói thiệt, không nghĩ gì đến mình, em mới đi như vậy. À, có nghĩa là buồn quá vì chồng không quan tâm à? À. À. Rồi tóc cô là cô tự cạo luôn đúng không? Tiệm nó cạo cho mình nhá hả? Tiệm, giờ nó cắt kiểu gì ra, tiệm xuống tiền, tiệm cắt. Nhìn giống như thế là võ sĩ đạo ấy nhỉ. Ngủ ở đây là có ai bắt nạt không? Ngủ ở đây có ai bắt nạt không? Không hả? Cứ ngủ ăn ngủ ở ngoài đường này, tối thì về nghỉ đi là sống đúng không? Giờ từ đây về nhà cô đấy là một tiếng đồng hồ luôn đó hả? Đi bộ là cả tiếng đồng hồ. À.
Vậy thôi, để hôm nào mà con ghé con thăm thì dẫn con về nhà nha. Về nhà chơi nha, thăm nhà nha, rồi lúc đó cho tiền sau nha. Nha. Ít thôi. Ít thôi á hả? Ừ. Tại nay có ít tiền lẻ cho ông kia mất tiêu rồi. Ít là bao nhiêu? 50 ngàn đó hả? Dạ. Cho 50 ngàn đi. 50 ngàn, lấy 50 ngàn để làm gì? À, cũng biết 50 ngàn ấy nhờ. À, để xem trong túi còn đồng nào tiền lẻ không. Sống trong nghĩa đi ạ. Trong này có cái gì đây? À, có cà phê này, quần áo này, cà phê này, cái này gì đây? À, muối mít, rồi nước này các bạn. Có cái gì cũng giấu ở trong mấy cái bịch này này. Có quả đầu nhìn hơi ngon á. Ngồi đây không sợ công an bắt à? Hả? Cô? Ngồi đây không sợ công an bắt à? Cô ở đây có ai bắt nạt cô không? Tối có ai đến ghẹo cô không? Không. Không hả? Đó già một tiếng đồng hồ về già thế là dưới đây cũng già cũng già. Xin lẻ. Nhà vậy là nhà không có ai luôn hả? À, cho có mấy chục ngàn mua cơm nha. Thôi đi về nhà đi, đừng có ngồi ngoài đây nữa nha. Con... Không đánh được, nhưng mà về... sao về không được? Về được. Về được hả? Mà sợ thì không có ăn cũng mới ra. À, có nghĩa về nhà mình sống trong nghĩa địa là không có ai cho mình ăn. Dạ. Và mình ra đây là có người cho mình ăn đúng không? Dạ. À. Tuy nhiên là ra ngoài đường người sáng ngồi này rồi bắt xin từng bữa, kiếm từng bữa cơm, đúng không? Có khi nào mà nhiều không cho nhìn đói không? Có chứ. Có bữa đi xin mà. À, có bữa đi xin mà cũng không có tiền. Ừ. Để hôm nào mà em con tới nhà cô, chỗ cô ở lại rồi con có tiền con cho thêm nha. Tại nay không biết nhà ở đâu, ngồi ở đây cho mấy chục ngàn cơm thôi. Và khi nào mà vào đến nhà thăm nhà, biết nhà như thế nào rồi xem là hoàn cảnh như thế nào để giúp sau nha. Được không? Có biết hát không? Ca bài đấy. Ca tặng bài đi. Hát một đoạn thôi. Hát một bài thôi. Là sao? Là sao? Nói gì chả hiểu gì luôn á. Ừ, có ca đó mình cũng sợ bệnh rồi đi chứ không ai biết. À, mình ca là không ai biết đúng không? Ừ. Thì bây giờ ca đi, em ngồi em nghe nè. Ca đi, ca một bài thôi. Ca tặng một bài thôi. Hả? Tặng một bài thôi, một khúc thôi. Xem giọng hát thế nào đó, hôm sau tới nhà thăm mình cho tiền thêm. Hay là ca cho tiền. Hiểu không? Không dám nữa hả? Sao ai sao mà không dám? Ca một bản đấy cho 50. Được không? Ca một bản cho 50. Ừ, hát đi tặng cô 50. Một bài thì lấy 150, còn hai bài lấy 100. Chịu không? Hả? Sao? Có ổ hả? Ngại hả? Sao tự nhiên nhìn ra bên đó? Mắc cỡ hả? Trời ơi, xấu hổ chứ. Cái gì? Cũng là một xíu là nó mặn. Có nghĩa là vắng là không có người mới hát hả? Còn có người không dám hát hả? À, hát sợ người ta bắt chạy xô à? Vậy là có nghĩa là có người hát là sợ người ta bắt đi chạy xô đúng không? Còn phải không có người hát mới được đúng không? Hát một mình thì hát được mà có người hát không được. Thôi cô đi về đi nha. Rồi hôm nào nếu mà có dịp thì con ghé con thăm cô nha. Tự nhiên cắt cái đầu nhìn y chang Mãn Thanh Trung Quốc. Cột 2-3 mũi thôi chứ. Ngày
ngày nào cũng ngồi đây, nghe nói là ngày nào cũng ngồi đây luôn. Ngồi suốt luôn, ngồi rất là nhiều năm. Rất nhiều năm rồi, là khoảng bao nhiêu năm rồi? Khoảng từng trên 5 năm. Trên 5 năm là ngồi đây rồi. Là cô là nhà của cô. À, cô sống ngoài công viên sống luôn. Nhờ cái rồi em đã tới nhà, bạn đã tới nhà phổ của cô chưa? À, có một lần rồi. À, là cô ở đâu? Cô ở trong sân nghỉ chút này, mà ở trong tạm cái khu nghỉ địa, cái chầm mộ. À, có nghĩa là cái liều dừa, cái giường của cô ở thôi. À, có nghĩa là che tấm bạt qua hai cái mộ rồi ngủ ở giữa đúng không? Kế bên mộ. Kế bên mộ. Là ngủ ở trong cái nghĩa trang đây luôn. À, từ đây về nhà cô khoảng bao nhiêu km? Cũng gần đây nè. Cũng gần đây hả? Bây giờ hai anh em mình thử chạy vô, có biết chỗ cô ở đúng không? Cô không cần về, mình chỉ đi qua chỗ đó thôi. Bây giờ này đóng sao bây giờ dịch bệnh đó. À, sao ở dưới trong đấy rồi đúng không? Rồi thôi để dịp khác đi ha. Thôi con đi nha cô. Bye bye nha. Rồi thôi để dịp khác đi, nếu mà mình có dịp thì mình tới mình thăm cái cuộc sống của cô xem như thế nào, rồi mình sẽ quay về chia sẻ đến mọi người nha. Và đi ngang cô thấy cô cắt cái đầu nhìn lạ quá, dị quá, cho nên mình cũng muốn ghé thăm cũng như chia sẻ đến mọi người. Bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.